Sau mùng 6 tháng 9 Mùng 6 tháng 9 Sau 9 Mới ngủ dậy trong đầu nó nhiều ý nghĩ nó hơi dở hơi. Hà Nội có thể giãn cách xã hội thêm ít nhất 7 ngày nữa. Daily vlog một ngày ở nhà giãn cách thì mình làm những cái gì? Đấy, tiện khoe luôn cho mọi người xem. Điện thoại mới. Haha, Galaxy Z Fold 3 5G. Đây là cái máy có thể nói là đang siêu siêu hot. Cái video unbox con Z Fold 3 5G này trên kênh của mình bây giờ phải đáng hơn 200.000 sub rồi. Đấy. Và nếu như anh em xem đến đây bảo ơ kìa, lại một video quảng cáo à, thì thật ra thì bình thường một ngày mới của mình nó sẽ bắt đầu kiểu như thế này cơ. Đàn con nheo nhóc mỗi buổi sáng. À, đến chuyên mục drama. Úi dồi, nhìn ông anh này. Nhìn này, nhìn mặt đầu của con. Con em cũng không hề kém cạnh. Ôi dồi, ôi dồi. Mọi người biết là cái máy nó xịn như thế nào ấy. Chống nước IPX8 tự tin mang vào phòng tắm luôn. Cháo con điện thoại gập nó chống nước được xịn như này. Mùa dịch như thế này, máy móc mà ra đường xong cũng cần phải diệt khuẩn, cũng cần phải rửa giấy đàng hoàng đúng không anh em? Chống nước IPX8 đỉnh luôn. Anh Huy ơi, xem video này thế em nhúng nước máy đừng chửi em nhá. Vì có chửi thì cũng nhúng rồi. Bây giờ thì đi tập thể dục. Ở nhà thì cũng nên giữ gìn sức khỏe, tập thể dục đầy đủ nha mọi người. Mình hiện nay thì mình tập thể dục bằng hai thứ. Cái thứ nhất là bằng Switch. Đó, bằng cái game này, Ring Fit Adventure. Mình tập cái này đâu đấy phải cả 2 tháng nay rồi. Sau khi tập với Switch xong thì mình sẽ plank. Mỗi lần plank là 3 phút hơn. Một ngày mình plank 2 lần, một buổi sáng và một buổi chiều tối. Mà khi plank là sẽ xem video như thế này cho thời gian nó trôi nhanh hơn ý. Lúc plank thì ôi dồi ôi, 1 phút nó như kiểu là 1 tiếng ấy. Nhưng mà cái này hay đúng không? Chia đôi ra nha, một nửa xem video. Các thấy hay không? Một nửa xem video, một nửa đọc comment. Các ơi, kiểu dùng điện thoại kiểu này nó mới lạ vãi chưởng ấy. A few minutes later. Một cái con Z Fold phải loa nghe đã kìa. Mọi người nghe giọng con Hà chuỗi chóe này. Hai loa nha. Một loa bên này, một loa bên này. Bây giờ thì em đang rất thèm bún đậu anh ạ. Phải 3 tuần rồi em chưa được ăn bún đậu. Tại vì trước khi giãn cách thì em không biết là sẽ giãn cách. Thế cho nên là em cũng không đặt bún đậu về ăn cho nó. Gặp vào tôi động nhảy ra màn hình trước. Thể ăn mắm tôm như anh, yêu ơi, cái đồ không thể ăn mắm. Mấy mồm. Đây nhá. Sáng có ông nào mà tôi không giảm cân nhá. Nhìn. Nhìn cho nó rõ vào. Thằng Hải Triều bây giờ nó cũng chuẩn bị bằng cân tôi rồi nhá. Nhìn cái hình này này. Xong để mình cho mọi người xem cái mặt đợt mình béo kinh khủng khiếp. Anh em body shaming 24/7. Ma vú dài. Ma vú dài. Cắp cũng phải hoảng sợ vì quả chuột của tôi quá chất lượng. Cắp nhỉ? Này các bạn trẻ, đừng ngủ nữa. Hãy dậy đi. Tất cả những người thành công đều dậy sớm. Hãy dậy sớm để bắt đầu ngày mới của các bạn. Đừng cứ ngủ qua 9 giờ nữa. Dậy! Nghe gì chưa? Hả, các bạn bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường ngủ nướng. Cái thời buổi giãn cách như thế này là cái lúc để chúng ta dậy sớm, rèn luyện bản thân. Thế mà bây giờ các bạn vẫn đang ngủ là thế nào? Ốc ba đậu, ốc chó này, ốc lợn ngủ quá giờ trưa. Tao đố thế nào giàu được. Cái một lý do lớn nữa là phải thức dậy trước 9 giờ ấy. Đấy là sàn chứng khoán mở cửa lúc 9 giờ. Trời ơi, không giấu gì mọi người thì mình là một chuyên gia đọc lệnh, chân mệnh thiên tử, quỷ hử của làng chứng khoán. À, bây giờ để kiểm tra xem là mấy mã hôm qua mới mua là tình hình là lãi lỗ như thế nào. Chắc chắn là phải thêm được dăm ba bao gạo rồi. Ah.
À, còn giờ thì ngồi check tin tức, check nội dung mới, mấy cái số liệu YouTube, trả lời mail linh tinh thôi. À đây, để cho mọi người xem cái số lượng tin nhắn mà mình phải trả lời mỗi ngày này. Nhìn này, 60 tin nhắn Telegram. Cái này là công việc quan trọng, là sáng dậy là phải check luôn. Tin này hot này, tin này hot này, mình sẽ rep luôn. Tin này cũng hot này, cũng gấp này, để tối rep. Telegram, mạng làm việc số 1 hiện nay. Một văn hóa của doanh nghiệp, một nét đẹp lao động. Đó, mình nghĩ là bất cứ công ty nào thì cũng nên sử dụng Telegram vì cái tính bảo mật của nó cực kỳ cao. Ủa mà công nhận là dùng mấy cái màn hình lớn này ấy, đã thực sự 7,6 inch mọi người nhìn nhá. Lúc ấy mình hôm nay mình ngồi mình check mấy cái thông tin chứng khoán này, nhìn cái màn hình nó hiển thị này. Ui dồi ôi, nhìn này, nó hiển thị kiểu đủ vãi chưởng nhá, xong còn nguyên cái cột phía bên trên nữa. Đấy, cái này bình thường mà lên cái màn hình điện thoại thông thường là hiển thị, mấy cái này là hiển thị không đổi luôn. Nhưng mà mọi người nhìn này, sức mạnh của việc có cái màn hình lớn. Nhìn cái số tiền mình bị lỗ nó rõ hơn, đau hơn, thấm hơn. I'm not afraid. Hôm nay ăn gì? Như các bạn đã thấy là bình thường thì mình không có ăn sáng. Thế nên là bữa ăn trưa sẽ phải là cái bữa thật là đầy đủ chất dinh. Vì vậy, thông tin mới đây, một số sản phẩm mì và miến ăn liền do Việt Nam sản xuất bị cảnh báo thu hồi trên trang web của Cục An toàn Thực phẩm Ireland, khiến nhiều người khá lo lắng. Danh sách cảnh báo thì gồm có 3 sản phẩm, trong đó có mì Hảo Hảo không chua cay và miến mút của công ty cổ phần Asic Cook Việt Nam. Và chiều sẽ là cái lúc làm việc chính của mình, bao gồm quay video cho anh em xem. Mọi người thấy là cái setup quay video tại nhà của mình thì nó cũng khá là đơn giản thôi. A6400 này, Mic Rode NTG này, Sigma 16F1.4 này. Thế đó, đấy, thế mà ra được bao nhiêu video cho anh em xem. Với cả dạo gần đây thì mình cũng đang dùng thêm TikTok. Mọi người nhớ follow nhá. Và mình có quay cả short cho YouTube nữa, cái dạng video ngắn ngắn ấy. Nên là hay dùng Galaxy Z Fold 3 để quay, bởi vì nó tự dựng đứng được như cái tripod như thế này. Đó, tự quay, tự chụp được luôn mà không cần nhờ ai hỗ trợ hết. Mà chất lượng camera thì cũng rất là ngon, đặc biệt là selfie thì đẹp dai, cứ gọi là ngoài mlem. Đó, đây là một số hình ảnh mình có chụp từ camera của Galaxy Z Fold 3 để mọi người có thể nhìn sơ qua xem chất lượng camera của nó tốt như thế nào. Mà camera trên máy thì có rất nhiều cách sử dụng khác nhau. Ví dụ như là mọi người có thể chụp hình bằng cái cam ẩn. Cái cam ẩn này thì dùng tốt nhất là để video call. Hoặc mọi người có thể chụp hình selfie bằng camera ở trên cái màn hình ngoài 10 megapixel. Hoặc đỉnh nhất này là ngửa cái máy ra, xong rồi chúng ta sẽ dùng chính cái màn hình ngoài để mà chụp hình selfie bằng camera 12 megapixel của máy. Đó, nó sẽ cho chất lượng cực kỳ tuyệt vời. Đó, còn bây giờ thì check video qua TeamView. Đấy, làm việc online thì nên là mấy cái này cũng phải check online. Đây, để có được một video cho mọi người xem là sẽ phải edit như thế này. Đó, rất là vất vả để có được một video chất lượng cho mọi người xem. Sao mình có thể hài hước như vậy nhỉ? Trời ơi, buồn cười quá. Thế là công việc các thứ mà làm ở nhà là nhiều cái cũng khá là hạn chế. Rồi, sửa xong video thì cũng coi như tạm xong một ngày làm việc. Bây giờ cũng cỡ mấy giờ rồi Tora? Tora ơi, mấy giờ rồi con? Bây giờ là khoảng 7 giờ kém 15 rồi. Đó, một tẹo nữa mình sẽ lên video trên kênh YouTube để mọi người xem. Và sau đấy sẽ đi ăn tối. Nhưng mà trước khi đi ăn tối thì phải làm gì mọi người? Phải tập thể dục. Muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Tám giờ 20 rồi mới được ăn tối. Trời ơi, các bạn có thương tôi không? Thôi thì buổi trưa đã ăn uống linh tinh vớ vẩn rồi thì tối ta ăn uống hẳn hoi một tí. Thật ra thì cách đây tầm tháng trước thì bạn Quy có qua nấu sẵn cho mình nguyên một tuần đồ ăn, nào là thịt lợn chiên xù này, thịt kho tàu này, thịt gà xào sả ớt này, thịt gà mắm tỏi này.
bao nhiêu là món ngon nhưng mà chúng tôi không thể nào tính trước được. Đấy là cái đợt giãn cách nó lại kéo dài kinh khủng khiếp như thế này. Never ending story. Nếu như cái video này mà quay sớm hơn một ngày là mọi người đã được xem mình nấu nguyên một cái nồi spaghetti siêu to khổng lồ. Nhưng mà hôm nay thì mình đổi món một tí. Hôm nay ăn gì? Ăn pizza nhá. Rồi 100.000 cho một cái pizza đông lạnh. Trời ơi, không biết to này mình có ăn hết không. Chắc là phải chia đôi ra, hôm nay ăn một nửa thôi. Wow. Tình hình là nhìn trông cũng này nọ và gì đó đấy anh em. Đó, trông chi chủng cái thứ trông cũng đẫm đấy. Masterchef. Chúng ta sẽ cho một chút dầu ăn vào trong chảo để mà khi nướng cái pizza ấy thì nó sẽ không bị cháy cái phần đế bánh. Trông cũng hợp lý đúng không anh em? Nhìn cũng được ấy. Rồi để xem là thành quả ra như nào. Hai đứa ơi. Ui dồi ôi, nào. Ăn tối. Bố thì chưa được ăn nhưng mà phải cho hai đứa ăn trước nha. Bố sắp chết đói này. Giòn giòn rồi. Chi chảy ra rồi. Coca Light giảm cân. Giờ mình uống mấy cái loại zero không đường này quen rồi, bây giờ uống mấy loại có ga, có loại có đường bình thường ấy. Thấy nó sao sao. Mời anh em. Nhìn chi cái thứ này cũng đẫm phết. Pizza đông lạnh mà nhìn trông này là cũng đường được ấy. Ôi ôi, kiểu một sự hạnh phúc cuối ngày ấy. Nghe tiếng mình nhai không? Nó giòn, chi nó nhiều, thêm một tí thịt vào. Nhưng mà đúng chuẩn là chỉ có một tí thịt mà thôi. Tại sao chỉ một miếng pizza cắn hai phát thôi đã hết sạch thịt rồi? Nhưng mà ngon. Chia anh em. Hạnh phúc là gì? Là được mạnh khỏe và được ăn ngon. Đơn giản vậy thôi. Không biết anh em như nào nhưng mà mình cứ ăn cơm hay ăn gì đấy là mình phải tìm gì YouTube mình xem ấy. Cái công đoạn tìm cái gì đấy để xem có khi nó còn mất thời gian hơn là mình ngồi ăn nữa. Đấy nó gọi là cái gì nhỉ? Hưởng thụ một bữa ăn đúng không anh em? À, hôm qua mình vừa có buổi livestream chia sẻ Z Fold 3 5G với cả cô em Trendy đây. Cô em Trendy ở đây trên fanpage của Samsung Việt Nam. Không biết là có anh nào xem không. Nhưng mà thật sự mà nói thì năm nay con Z Fold làm được phép rất là ổn. Thiết kế xịn nhỉ. Chống nước này, riêng quả chống nước thôi là thấy bá đạo rồi. Chả có điện thoại gập là có chống nước à? Với cả khung viền ấy, bằng nhôm ấy, AMO aluminum, đấy, thế là rất là chắc chắn. Rồi à, xuống anh em nhân viên xuống hầm chụp profile nhá. Làm việc cả ngày rồi, bây giờ là lúc nằm chill. Nhìn thành phố, ui, cái góc này nhà mình kiểu đỉnh kinh khủng khiếp ấy. Và làm gì nữa? Chơi game PS5. Đây là khoảng thời gian có thể nói là hạnh phúc nhất trong ngày. Cái lúc mà mình được thoải mái, relax, không có công việc gì hết. Rồi, đầu tiên này. Genshin Impact à. Mình biết là anh em đang chuẩn bị comment cái gì. Nhưng mà mình không chơi game này. Game này là thằng em ở văn phòng nó bảo là trên PS5 đang có tặng nhân vật 5 sao gì đấy. Nó nhờ mình login lấy hộ. Chứ mình không có chơi trò này. Đây là trò mình đang chơi giờ này. Persona 5 Royal. Trò này kiểu game Weibo ấy, chơi như kiểu xem anime, phê cực kỳ luôn. Đó, toàn gái xinh. Trò này không phải nói rồi, cái trò này là cái trò demo tính năng của PS5. Đây là một trong những game đỉnh nhất và đẹp nhất mình từng chơi này. God of Tsushima. Mình đang chờ để mua cái phiên bản mới ra Director Cut. Này đỉnh quá rồi, không phải nói nữa. À, đây là bản Spider-Man dành riêng cho PS5 nhá, không phải bản PS4 đâu. Game này thì chắc em biết hết đúng không? Red Dead Redemption, Resident Evil 2,
Trò này mới mua hôm lâu giảm giá. Uncharted 4, game này là game free được tặng khi mua PS5. Đó, đây là những cái game mà mình đang chơi này. Đó, hôm nay chắc là sẽ chơi tiếp trò này. Vậy là lại hết một ngày. Và ngày mai sẽ lại là một ngày giống hệt như ngày hôm nay. Ơ? Ngày mai là mùng 2 tháng 9 anh em. Là mình được nghỉ lễ đấy. Yeah. Không biết bao giờ cuộc sống nó mới trở lại bình thường. Mà thật ra cái tầm này thì chỉ cần sức khỏe mình bình thường thôi là tốt lắm rồi đúng không anh em? Cũng không mong chờ gì hơn. Kể từ đợt giãn cách đến giờ là gần 1 tháng rồi mình chưa gặp bạn Quy. Cũng hơn 1 tháng rồi mình chưa có về nhà gặp bố mẹ mình. Thôi cuộc sống mà nó vẫn cứ vậy thôi, nó vẫn cứ tiếp diễn thôi. Thật đấy mọi người ấy. Cái dịch bệnh lần này, nếu như bảo mình mấy năm trước là nó sẽ có một cái dịch bệnh nó kiểu như thế này thì mình nghĩ là không bao giờ mình tưởng tượng ra được. Nó như kiểu là một cái dịch bệnh nó bước ra từ một bộ phim của Mỹ ấy. Ấy vậy mà bây giờ chúng ta đang phải sống với nó thật. Rồi, sau một ngày lúc mình chuẩn bị đi ngủ bây giờ là 2 giờ 15 rồi. Chắc là mình sẽ nằm đến đâu đấy khoảng 3 giờ kém mình mới ngủ. Thì Z Fold 3 còn 12% pin. Có nghĩa là viên pin 4400mAh cho cả cái màn hình lớn và màn hình nhỏ cùng là 120Hz. Thì nó cũng đủ dùng cho mình trong một ngày. Mình thì không có chơi game, mình dùng rất nhiều mạng xã hội. YouTube, TikTok, Gmail, Facebook, Messenger này nọ thì nó trụ được cho mình trong vòng một ngày. Anh em nào mà dùng để cày game, chiến game nặng vì cấu hình nó cũng khủng thì chắc là cũng phải sạc 2 ngày một lần. Đó là một ngày của mình với con Z Fold 3 5G. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Hôm qua mình ngủ mơ thấy người yêu mình các bạn. Hôm nay thì cũng không mong gì hơn. Mình muốn ngủ mơ thấy Jennifer Lawrence. Xin chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Hoặc Gal Gadot cũng được.